trăng thanh gió mát thiệt. Vậy mà tôi phải đứng đây tôi đợi, tôi đợi người yêu của tôi làm cái chuyện không có lịch sự chút xíu nào. Rồi xong chưa? Có ai ngang thấy kỳ chết luôn. Không à, em lịch sự lắm, em lắp lại luôn rồi, em cho ra rồi em lắp lại luôn. Trời, không ai biết. Lịch sự quá ha. Trời ơi, bảo đảm ngày mai cái cây này nó chết queo luôn rồi. Không không, bảo đảm mấy tháng sau ở đây sẽ mọc một cây cherry. Cái cherry á, bộ ăn cherry nuốt hột luôn hay sao mà cắt, cắt em nuốt luôn hột, mà em ối ra em thấy có cái hột cherry. Thôi đi, ối xong nó xàm, nó nhảm hoài. Này nha, mày mốt con gái không có đi nhậu nhẹt kiểu này nữa đâu. Anh nói thiệt với em á, em á uống còn ghê hơn anh nữa. Cái này là lỗi của anh, anh không có chịu uống gì hết để một mình em tiếp bạn của anh. Em nói cho anh nghe, nhậu là không có xấu, chỉ có là làm cái chuyện tầm bậy nó mới xấu. Thôi ráng đi, đừng có làm vậy nữa, làm vậy nó mới xấu đó. Không có, em đâu chưa có ói, nó trào ra tới tới cái răng, cái em giữ lại, em dùng cái răng em giữ lại, em nuốt ngọt vô. Ôi, trong à. Ôi, đừng có tả nữa, ghê quá. Bây giờ sao? Bây giờ là đi về, mà từ nay về sau anh làm ơn tiếp khách cho em, đừng có bắt em tiếp khách. Về làm dâu nhà anh rồi mà cứ say xỉn kiểu này là má anh la lắm, má anh khó lắm á. Đúng rồi, phải tỉnh táo. Nè, tỉnh táo sao, mắt mở lớn lên coi. Mở lớn lên nó giật vậy. Thôi lên nào, anh cõng về luôn cho lẹ. Anh mặc áo đầm mà. Anh làm anh cõng ai thấy đâu, mệt quá. Không có ói lên dây người ta nghe chưa. Đi nè, cái này ăn được không? Trời ơi, anh mắc cười quá. Em là không biết nấu ăn thôi, chứ đâu phải em đầu độc anh đâu mà anh kêu ăn được hay không được. Thầy anh ám ảnh cái đợt trước, nhớ cái lần trước em nấu ăn cho cả nhà không? Thôi anh đừng có nhắc lại cái chuyện nó quê lắm. Cái này gì vậy? Cái này là khô bò gác bếp, mà cái này biết ai làm không? Con dâu tương lai của anh làm, chứ đâu phải em làm. Thiệt vậy hả? Em đã học rồi, mai mốt em làm cho anh ăn. Xé ra đút anh ăn miếng coi. Ok. Lâu lâu mình phải chấm không? Hạ thiếu chấm luôn. Ngon không? Muốn tay cất coi. Cái gì vậy? Hả? Sao tự nhiên hôn em mà kỳ quá à? Em kỳ á, anh hôn em chứ hôn ai đâu mà kỳ. Mà đang ở trong nhà anh mãi như ai, người ta đi qua đi lại ta thấy, hay là bé, em bé nó thấy rồi sao? Nhỏ đang quay lưng, em la cho to nó quay lại thấy hết. Đúng á, từ xa ngoài sân mà còn thấy luôn. Làm gì anh chị vui vẻ vậy? Anh xui. Mày tới hả? Anh tới. Bữa nay biết có anh chị nhà cho nên đem bảo bối qua tặng anh chị. Ủa à? Giống nước mắm à, nước mắm nhà làm ha anh? Không, giống nước tương hơn á. Trời ơi, lẹ kìa ha. Tự tin quá, cái này là rượu của người ta, rượu quý của người ta, ở đâu ra nước mắm pha nước tương này đúng vậy? Rồi, cái rượu này ở dưới quê á là ba con quý lắm đó. Chỉ là mời khách quý thôi, khách bình thường là không có mời đâu. Đúng rồi. Rượu mà nhìn thấy nó đậm đặc vậy nè. Rượu thuốc, rượu ngâm thuốc. Lâu lắm rồi chưa có uống á. Ba, vậy ba ngồi ở đây chơi với lại bác trai với dì Hà nha. Con đi ra ngoài chút xíu, con quay lại liền. Dạ. Sao hưởng em? Dạ. Con gái làm mồi cha mang rượu lên. Lấy ly. Thôi không được. Sao vậy chị? Dạ anh xui, anh nói là ảnh không có uống cái này bao giờ hết. Nên bây giờ cảm phiền anh thử trước đi. Chứ lỡ mà đau bụng một cái rồi tôi không biết làm sao luôn. Giống như hồi lần trước đó. Trời ơi chị yên tâm đi, cái này là rượu quý. Tại ngâm nó đủ ngày đủ tháng mới uống, chứ không phải tôi ngại tôi không uống. Rượu thuốc ông rượu quý không á. Trời ơi, nó lấy ly đi. Ok. Ngon lắm nha, nó được nó thuốc. Hửi cái ha. À hửi cái. Hôm nay hai anh em mình làm lấy ra ha. À đó. Sao thấy sao? Có sao? Cái mùi giống như cái mùi cây xá xỉ á. Trời. Đồ ra xá xỉ, cây thuốc của người ta nó qua xá xỉ hay thiệt. Là mùi cây cỏ ha. À. Ôi vậy là rượu ngon rồi. Ngon. Trời ơi rượu ngon rồi, có bạn Hiền. Đó. Trời ơi nè.
của anh em tới là anh là phải là người uống trước ha. Dạ. À, sau đó tới người phụ nữ ha. Đó. À, em đâu có biết uống. Trời, bậy chị cũng phải làm về chung nó khỏe lắm, có gì đâu. Dạ thôi tôi không có uống ha, à, anh xui. Hồi uống với mẹ người nhà sống mà dễ mà. Vô, vô, vô cái đi, vô, vô, vô cái đi. Em nha. Chỉ nhấp môi thôi nha. Dạ, nhấp, nhấp môi cũng được. Sao được không em, được không? Trời. Thôi ngon quá cho nên là em xin phép em ngon. Uống hết nha anh ơi. Dạ, dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Uống đi chị, nó bổ không sao mà. Dạ cái này cũng bổ mà. Ừ, đúng rồi. Ê, mình chơi vậy là chơi không được rồi. Mình đi là đi tới nơi về tới chốn. Mình là không có thể nào mà mình đi nửa đường mình bỏ bạn như vậy được. Anh Xui biết không? Ôi, ôi. Anh Xui ơi. Ôi, ôi. Gì hả? Sao? Một mình gì hạ gục hai người đàn ông luôn. Trời ơi trời. Mới có nhiêu đó hả? Trời ơi trời. Ôi, dữ cái gì? Dữ. Bé! Nghe! Bé qua đây! Qua! Ừ, bây giờ bé ngồi đây nè. Hồi nãy ba bé là uống không hết ly này. Ôi! Gì vậy? Bé phải thay bà. Nể mặt tôi, nể mặt mẹ chồng tương lai, hãy uống giùm cho ba một ly này. Con uống là con xỉn. Con thì, không uống. Xỉn thì đi ngủ. Nghe không? Giờ uống không uống là không nể mặt. Thôi, con không uống. Không uống là không nể mặt rồi. Bây giờ sao? Bây giờ uống không? Con không uống được mà. Muốn một ly một nhấp môi một cái thôi. Mình nể mặt tôi nhấp môi một cái thôi. Lung 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 nó nhậu một lần. Nhưng mà nhậu một lần là phải nhậu lâu đó. Đi đến nơi về là cái chỗ bỏ bạn giữa đường. Không bỏ bạn. Không bỏ bạn giữa đường. Được chưa? Nhậu cái khoe luôn. Dạ. Chế là chị đó. Chế là chị. Nhỏ này nói đúng không? Nhỏ này nói đúng à. Uống một ly. Mà nhỏ này vô duyên, vô duyên. Chỗ người ta đang uống mà đi vô nói gì cào láo. Kêu nó đi đi. Trời đất ơi, còn cái gì là nhà của tôi không trời? Cái gì vậy nè? Trời ơi, đẹp mặt chưa? Trời ơi, con gái con đứa kìa. Phải tôi có đem cái máy chụp hình tôi chụp đi, tôi cho thằng chồng nó thấy cái cảnh này. Dậy chưa? Cái gì vậy? Ồn quá. Cái gì vậy? Hả? Đứa nào vậy? Hả? Đứa này nè. Ủa má hả? Má hả? Tỉnh hết chưa? Coi kìa, trời ơi. Nhậu chi rồi bây giờ ôm đầu vậy con? Hả? Đứng lên hết cho tôi. Đứng lên, khoanh tay lại. Cái gì vậy? Cậu Xui, cậu ngồi xuống. Cái này là tôi dạy gia đình tôi. Cậu ngồi xuống và cậu không cần phải khoanh tay. Dạ, đội ơn chị. Cái gì, cậu tỉnh chưa? Dạ, cảm ơn bác. Ngồi xuống. Tỉnh táo hết chưa? Hả? Dạ, dạ, dạ. Chắc tỉnh rồi. Quang. Dạ, dạ, có con ạ. Con là đàn ông. Là anh cả của cái nhà này. Là trụ cột của gia đình. Mà nghĩ sao con rủ rê nhậu nhẹt. Trời đất ơi. Ai vô bao nhiêu thì vô bấy nhiêu. Nhậu nhẹt nhiều, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Hả? Dạ rượu, rượu là con rượu bác. Tôi đang dạy gia đình tôi. Dạ. Cậu chỉ biết ngồi im thôi. Nói đi. Sao? Xin lỗi má đi. Dạ, con xin lỗi má, lần sau con không dám như vậy nữa. Còn lần sau nữa hả? Dạ, con xin lỗi má, con không bao giờ như vậy nữa. Ngồi xuống. Con cảm ơn má.
Rồi tới Hà, con này đứng lên. Ừ, dạ. Hà. Dạ. Ông bà mình có câu là phu sướng phụ tùy. Chồng làm cái gì thì vợ phải theo làm cái đó thì là đúng. Dạ, dạ. Nhưng mà mình là phụ nữ, mình phải hiểu cái chồng mình làm có đúng hay sai. Có đâu mà chồng nhậu một mà vợ nhậu 10 là sao? Tại vui quá. Vui quá hả? Trời ơi, nhậu phải biết điểm dừng. Không dừng đó hả? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Trời ơi, người này ngủ ba vai người kia ôm người nọ, còn gì thể thống nhà này hả? Dạ con biết lỗi rồi, con xin lỗi má. Ngồi xuống. Dạ con cảm ơn má. Trong cái nhà này nè, cái điều mà tôi bất ngờ nhất là con bé nè. Hả? Con là cái người nhỏ nhất trong cái nhà này. Mà tại sao cái rượu á, mày mạnh đô dữ vậy con? Mày giống ai vậy hả? Mày bắt chước ai vậy hả? Dạ chắc di truyền á nội. Trời ơi, di truyền, nói vậy mà nói được hả? Cái này là con tự truyền chứ không ai hết trơn á. Trời ơi, còn nhỏ mà tới nói người nào ngã hết rồi một mình nó. Một mình nó tỉnh bơ. Nó gục sau cùng. Trời ơi, con gái con đứa. Tôi nói thiệt, trong cái nhà này tôi tính tình rất là phóng khoáng. Tôi không có cấm cản con gái hay con trai uống rượu. Nhưng mà uống mình phải biết mình uống bao nhiêu là đủ. Để mà mình còn nghĩ được cái chuyện khác nữa. Hiểu chưa? Trời ơi, nhậu xong rồi bá dai, bá cổ, xưng hô tùm lum. Rồi người ngoài tới vừa tới thấy nó nhà này bà này nè, không biết dạy con. Hiểu chưa? Dạ, con biết rồi. Còn dám làm nữa không? Dạ không. Ngồi xuống. Dạ. Phải sống ngay dù bao mùa, một đêm nhìn ở phía trước nhưng chẳng nhớ ra đừng sợ.